Các bạn thân mến, sau trận hòa không đều giữa Việt Nam và Indonesia thì cổ động viên Đông Nam Á đã có nhiều bình luận trái chiều về màn trình diễn của hai đội bóng. Mặc dù được đánh giá cao hơn Indonesia khá nhiều, nhưng tuyển Việt Nam chỉ rời sân Bi San với một điểm có được. Xuyên suốt cả trận đấu thì đối thủ của chúng ta thực hiện nhiều pha phạm lỗi nguy hiểm, cũng như là cố tình câu giờ ở những phút cuối cùng. Sau trận đấu đã có rất nhiều ý kiến của các cổ động viên Đông Nam Á trên trang ASEAN Football, trong đó một tài khoản có tên là A. Bayanona viết Các cầu thủ Indonesia thực sự đã diễn kịch rất giỏi. Tôi dành sự tôn trọng cho Việt Nam khi họ có một trận đấu tốt. Tuy nhiên, đối đầu với đá kiểu này chưa bao giờ là dễ cả. Một cổ động viên có tên tài khoản là Ahmad Nugaha bình luận rất bất ngờ khi Việt Nam không giành được chiến thắng trước Indonesia. Tại sao Việt Nam lại không thể thắng Indonesia Họ có một đội hình rất tốt nhưng lại không ghi được bàn. Liệu rằng đây có phải là đội hình B của họ? Khác với những bình luận trên thì tài khoản có tên là Danny lại cảm thấy thất vọng với khả năng tận dụng cơ hội của đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ của Việt Nam nên quay trở lại lò đào tạo để tập sức điểm thì hơn. 21 cú sút nhưng chỉ có một lần đưa bóng chú đích thật là tệ. Trong khi đó một cổ động viên khác có tên là Ahmad Sayam lại nghĩ ra một kịch bản rất khó tin ở trận cuối để cho Việt Nam bị loại. Tôi hy vọng là trận đấu cuối Việt Nam sẽ thua Campuchia, khi đó thì Malaysia chỉ cần hòa Indonesia là sẽ đi tiếp. Việt Nam sẽ không thể vào bán kết vì họ kém hơn chỉ số phụ. Các bạn thân mến, dù để cho Indonesia cầm hòa nhưng cơ hội đi tiếp của chúng ta vẫn là rất rộng mở. Ở trận cuối cùng, chúng ta chỉ phải chạm trán đối thủ khá yếu là Campuchia nếu có được 3 điểm thầy chó Hoang chắc chắn sẽ giành tấm vé vào bán kết áp cấp 2021. Các bạn thân mến, sau trận đấu này thì huấn luyện viên Indonesia trong cuộc họp báo cho biết là chúng tôi có 6 đến 7 cầu thủ dưới 20 tuổi hòa được Việt Nam là một sự đáng tự hào. Ông Sinayang rất tự hào khi Indonesia cầm hòa được Việt Nam và đặc biệt là ông không có được lựa chọn tốt nhất và có nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình. Trước khi vào trận đấu, tôi nói với các cầu thủ rằng mục tiêu cơ bản là không thua, tối thiểu là giành một điểm và tôi hài lòng với kết quả này. Việt Nam là đội rất mạnh, Indonesia không mạnh bằng họ, nhưng các cầu thủ đã thi đấu tốt, tuân thủ chiến thuật huấn luyện viên. Tôi hài lòng với màn trình diễn của họ. Ông Sidayang đã mở đầu buổi báo sau trận đấu. Ở trận này thì Indonesia đã chủ động lùi sâu đội hình để phòng ngự. Điều này khiến cho tuyển Việt Nam vấp phải nhiều khó khăn Thống kê cho thấy là đội bóng xứ sở vạn đảo cả trận chỉ có duy nhất một pha dứt điểm, trong khi đó bên phía tuyển Việt Nam là 21. Tuy nhiên thì trong số 21 lần dứt điểm đó, đội quân của ông Park Seo chỉ có một lần đưa bóng chủ đích. Điều đó cho thấy là hệ thống phòng ngự của Indonesia đã phát huy hiệu quả và trận hòa này trên Việt Nam thực sự khiến cho ông Sine Yang cảm thấy tự hào. Cả đội Indonesia còn rất trẻ khi tôi nắm quyền, các cầu thủ trụ cột còn chưa đến 20 tuổi. Bóng đá Indonesia có giải đấu lớn là U20 World Cup để làm nền tảng để hướng tới các giải đấu cao hơn. Tôi đang chuẩn bị cho đội U20 tham dự U20 World Cup diễn ra tại sân nhà. Có ít nhất 6 đến 7 cầu thủ nhỏ hơn 20 tuổi đang thi đấu ở trận này. Tôi rất tự hào về họ với trận hòa này. Các cầu thủ trẻ đã thể hiện tinh thần kiên cường, khả năng thi đấu tốt và lắng nghe chiến thuật của huấn luyện viên một cách kỷ luật. Ông xin bày tỏ. Nói thêm về cách xây dựng đội hình để đương đầu với sức mạnh tấn công của đội tuyển Việt Nam, ông Sineyang nhắc đến trung vệ Enkan Bagot đã không thể ra sân vì phải cách ly. Tôi cho Indonesia đá với 3 trung vệ ở trận này. Đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ kiểm soát bóng rất tốt nên tôi hạn chế họ. Mất đi trung vệ Bagot nên tôi phải thay đổi một số kế hoạch. Tôi từ chối hiểu lý do vì sao Bagot bị cách ly. Cậu ấy đã ở cùng đội thi đấu ở trận gặp Lào rồi lại bị cách ly. Cậu ấy đã xét nghiệm âm tính 3 lần kể từ ngày tới Singapore. Ba gốt ăn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối cùng đội, sinh hoạt như các cầu thủ khác. Bây giờ cơ quan chức năng lại mang cậu ấy đi, không cho cậu ấy thi đấu ở trận gặp Việt Nam. Do đó, tôi đã phải thay đổi chiến thuật đá 3 trung vệ, mất khả năng tung đội hình mạnh nhất có thể, ông Xin Yang bày tỏ. Trong khi đó thì trận hòa 0-0 với Indonesia không khiến cho HLV Park Seo Quá thất vọng, ông nhấn mạnh là đội tuyển còn cơ hội và sẽ dồn toàn lực để thắng Campuchia ở lượt cuối. Mở đầu buổi họp báo sau trận đấu, thầy Park đã trả lời câu hỏi về việc Indonesia chọn lối chơi tử thủ trước Việt Nam. Ông cho biết: "Tôi nghĩ rằng là không nên đánh giá đại bạn, tôi không muốn đánh giá điều này. Nhiều khi chúng tôi đã phải chơi phòng ngự đó thôi. Tôi cho rằng các cầu thủ Việt Nam đã phát huy được vai trò của mình. Nếu họ ghi được bàn thì tốt nhưng tôi nghĩ ngày hôm nay họ đã nỗ lực hết sức ở trận đấu vừa qua thì tuyển Việt Nam tiếp tục là đội kiểm soát bóng tuy nhiên Indonesia chơi chặt chẽ đồng thời không ngại va chạm và khiến cho hàng công của chúng ta bất lực trong việc tìm bàn thắng ở trận này thì các cổ động viên tỏ ra lo lắng trước thông tin là Công Phượng có thể bị chấn thương tuy nhiên nhiều khả năng tình hình là không quá nghiêm trọng Thể Park thổ lộ Công Phượng đề nghị thay người sau hiệp một tình hình cụ thể phải về khách sạn mới biết được Tôi đã nắm được là cậu ấy chỉ gặp vấn đề va chạm bên ngoài mà thôi. Sau trận này, tuyển Việt Nam của chúng ta có 7 điểm hiệu số là dương 5, xếp thứ hai tại bảng B do bằng điểm nhưng kém hơn Indonesia, dương 6. Ở lượt trận cuối diễn ra ngày 19 tháng 12 tới, thầy chó Park Seo sẽ chạm trán Campuchia, còn Indonesia gặp Malaysia. Nhận định về cuộc đua giành vé và bán kết, thầy Park tự tin bày tỏ. Thực ra Indonesia hay Malaysia cũng đã chắc chắn vào bán kết đâu. Chúng tôi ở vị trí thứ hai chỉ kém chỉ số một bàn so với Indonesia. Trận cuối chúng tôi gặp Campuchia trong khi Indonesia gặp đối thủ rất mạnh, địch thủ truyền kiếp của họ là Malaysia. Tiền Việt Nam sẽ dồn toàn lực để thắng Campuchia trong trận đấu cuối này. Báo Trung Quốc nhận định sốc Việt Nam xa sút đến không ngờ họ có nguy cơ bị loại từ vòng bảng. Các bạn thân mến, tờ Sina của Trung Quốc có bài viết về trận hòa của Việt Nam trước Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2021. Nói về trận đấu này thì Tarsina tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam. Tuyển Việt Nam xa sút đến không ngờ, họ chỉ có đúng một lần dứt điểm trúng đích trong cả trận. Trận hòa này có thể khiến Việt Nam bị loại khỏi áp Cup ngay từ vòng bảng. Ở hiệp đấu thứ nhất, Việt Nam đã không tạo ra nhiều dấu ấn trước hàng thủ chặt chẽ của Indonesia. Họ vẫn phối hợp khá nhuần nhuyễn nhưng khâu dứt điểm lại có vấn đề. Sang hiệp 2, Indonesia tiếp tục dốc toàn lực để phòng ngự. Điều này khiến Việt Nam trong cả trận chỉ có đúng một lần sút trúng đích dù tung ra đến 20 cú dứt điểm. Trận đấu rốt cuộc kết thúc với tỷ số hòa không đều, qua đó khiến cục diện ở bảng B trở nên vô cùng phức tạp. Trận cầu tới giữa Indonesia và Malaysia đội bóng nào thắng cuộc sẽ chắc chắn vào bán kết. Trong khi đó, Việt Nam chạm mặt Campuchia ở lượt trận cuối vòng bảng. Nếu không thắng được đối thủ này, khả năng rất cao Việt Nam sẽ bị loại sớm. Tuy nhiên, thực lực của hai đội hiện tại Việt Nam vẫn đủ sức hạ gục Campuchia, do vậy là cơ hội vẫn tràn trề với thầy trò ông Park Hang-seo vượt qua vòng bảng. Các bạn thân mến, Campuchia là một trong những đối thủ bị đánh giá thấp nhất tại giải này. Đội bóng này còn có thành tích đối đầu rất tệ hại trước Việt Nam khi toàn thua. Thầy trò ông Park Hang-seo đang nắm quyền tự quyết trong tay, do đó chúng ta nên quên đi sớm trận hòa trước Indonesia và tập trung vào mục tiêu đánh bại Campuchia ở lượt cuối. Hoàng Đức hiện tại và tương lai của đội tuyển Việt Nam. Các bạn thân mến, Hoàng Đức được kỳ vọng là sẽ khỏa lấp chỗ trống của Hùng Dũng tại đội tuyển Việt Nam ở kỳ áp Cup 2021 và anh đang đáp ứng rất tốt niềm tin của ông Panzer cùng người hâm mộ. Hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam trong suốt nhiều năm qua đã quen thuộc với những xuân trường, Tuấn Anh, Hùng Dũng. Họ đều là những thành viên được coi là dày dặn kinh nghiệm của đội tuyển. Cùng với đó, sự an ý một trong những yếu tố quan trọng giúp cho ba cầu thủ này luôn được ông Park đặt niềm tin. Chấn thương của Hồng Dũng là một bước ngoặt khiến cho tuyến giữa của chúng ta gặp nhiều khó khăn. Thiếu Hồng Dũng, Việt Nam thiếu đi một người có thể thoát pressing và chuyển đổi trạng thái nhanh chóng giữa sân. Trong lúc khó khăn như vậy, ông Park hang -seo đã tìm ra Hoàng Đức. Hoàng Đức là tài năng của câu lạc bộ Viettel dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Cái tên này đã trở nên khó thay thế ở tuyến giữa của câu bộ bởi khả năng liên kết các tuyến cũng như cầm nhịp trận đấu hơn nữa thì Hoàng Đức cũng là mẫu cầu thủ không ngại va chạm và tranh chấp tốt ở khu vực giữa sân. Thái độ thi đấu bình tĩnh giúp cho Hoàng Đức luôn có được sự tỉnh táo và quyết đoán trong từng pha xử lý bóng. Điều này cũng mang lại cho Hoàng Đức khả năng thoát pressing rất tốt. Tất cả giúp cho Hoàng Đức khỏa lấp hoàn toàn nỗi nhớ Hùng Dũng ở đội tuyển Việt Nam. Năng lực của Hoàng Đức phù hợp với nhiều lối chơi. Khả năng thoát pressing của Hoàng Đức cho phép anh chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công đầy bất ngờ. Trong khi đó, khả năng cầm nhịp hay đi bóng đột phá của Hoàng Đức là rất hữu dụng khi Việt Nam muốn áp đặt lối chơi lên đối thủ. Bên cạnh đó cũng phải nhắc tới khả năng dứt điểm từ xa của Hoàng Đức. Trong trận đấu với Malaysia, Hoàng Đức có một cú cưa lòng chân trái giúp cho Việt Nam ấn định tỷ số 3-0. Tại SEA Games 2019, Hoàng Đức cũng đã tạo dấu ấn với một cú vô lê chân trái đẹp mắt ở phút 90 1 giúp Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Indonesia. Khoảng thời gian còn lại, World Cup thứ hai và thứ ba của Việt Nam Thực sự đang mang lại nhiều kết quả tích cực cho Việt Nam. Huấn luyện viên Panzer có thời gian không chỉ để phát hiện ra Hoàng Đức, huấn luyện cầu thủ này phù hợp hơn với lối chơi của đội tuyển mà còn giúp cho cá nhân anh tích lũy được thêm kinh nghiệm thi đấu. Hoàng Đức tại AFF Cup 2021 là một phiên bản trưởng thành hơn, đẳng cấp hơn nhưng chắc chắn vẫn chưa phải là phiên bản cao cấp nhất, toàn diện nhất. Với khả năng của mình, Hoàng Đức chắc chắn vẫn sẽ còn tiến xa nữa và còn có vai trò lớn hơn tại đội tuyển Việt Nam trong thời gian sắp tới